Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh của một anh công nhân mặt mũi lấm lem, vừa rơi nước mắt vừa tranh thủ ăn vội bữa cơm khiến nhiều người chú ý. Theo đó, anh chàng này quay video để trả lời câu hỏi, loại nghèo cũng bày đặt chơi TikTok từ một tài khoản khác, đồng thời để lại dòng caption, giàu nghèo quan trọng đến thế hay sao? Chỉ sau ít ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút hơn 600.000 lượt thích và hàng chục ngàn bình luận với vô số lượt chia sẻ. Phần đông cộng đồng mạng đều cho rằng giàu nghèo không hề quan trọng. Dù trong tay có số tiền lớn hay không, chỉ cần bản thân thấy vui, mỗi người đều có thể dùng TikTok để giải trí và thư giãn. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản bày tỏ sự thương cảm cho những vất vả mà chàng trai đã phải trải qua bởi nhìn khuôn mặt lấm lem vết bẩn, đầy nước mắt và hành động vội ăn cơm của anh. Không ít dân mạng chắc chắn rằng công việc của anh đang khá vất vả. Có thể nói, trong cuộc sống thực tại, vẫn còn đó một số cá nhân xem nhẹ người lao động. Tuy nhiên, tại bất cứ xã hội nào, có kẻ giàu thì cũng phải có người nghèo, có người theo đuổi công việc tri thức, thì cũng sẽ có những cá nhân lựa chọn công việc lao động chân tay.